Dạ, xin kính chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị và các bạn ha đi vào rừng tìm cái dây quỳnh kỳ ngọt để về mà hút thuốc điều trị bệnh cho bà con ha. Quỳnh kỳ thì quỳnh kỳ ngọt là tính nó ngọt, nó hơi ấm, bổ khí, bổ huyết, bổ tỳ vị. Thì mời quý vị đồng nghiệp và các bạn theo chân mình vào rừng để tìm gặp được cái dây quỳnh kỳ rồi nhận dạng nó rồi thu hái nó đem về để làm thuốc cho bà con ha. Cái con đường tiên nó hơi gian nan vất vả nhưng mà mình kiên trì, mình cố gắng, mình làm mình sẽ đạt được ha. Mời quý vị theo chân mình. Dạ, Vũ xin chia sẻ với quý vị đồng nghiệp và bà con ha. Hay mình vào rừng thì mình sẽ thấy những cái lá nó như thế này nè. Một giống nhìn sơ ngang giống như lá cóc vậy đó. Một cái cuốn lá trên đây nó sẽ mang khoảng 7 lá chét. Con số lá thì nó còn đủ, con số lá thì nó bị đứt ha. Hoặc là nó 5 lá. Một cái lá kép nó mang 5 lá chét. Rồi mình nhìn cái lá như anh em mình lấy thuốc quen rồi nhìn cái dây quỳnh kỳ thì biết rồi, cái này là lậu quỳnh kỳ ngọt. Sau đó là mình nhìn cái vỏ thân của nó. Thường đi vào rừng đó là mình sẽ thấy ở dưới gốc của trước chứ không có ít khi nào thấy lá của dây quỳnh kỳ lắm. Mình thấy cái thân nó móc móc mà cái da nó có hột hột vàng vàng trắng trắng móc móc, da có hột hột thì mình sẽ thử ha. Ví dụ mình lấy dao mình dạt ra cái thịt của nó vàng, mình nếm thử nó ngọt, ngọt thanh thao á. Quỳnh kỳ này còn có thể ngậm để trị viêm họng hay trường hợp bị viêm họng. Mình lấy mình bỏ miệng mình ngậm. Mình gạt miếng mình bỏ họng mình ngăn thử ha. Mình thấy nó ngọt như đường, ngọt ngay luôn. Là đúng là nó ha. Có nghĩa là nhìn cái dây như anh em mình thì quen rồi. Ngọt gắt lắm. Anh em mình quen rồi, nhìn cái dây quỳnh kỳ nhìn sơ ngang biết rồi. Còn anh em mới vô nghề chưa có biết loại quỳnh kỳ ngọt á, hoặc lấy dao mình dạt nó có màu vàng rồi mình thử nó ngọt rồi mình kiểm tra chắc ăn nó như cái lá mình vừa chia sẻ nó nữa thì được rồi ha. Ví dụ nó có leo lên cây á thì mình leo lên mình cưa mình sở cái đọt nó xuống rồi sau đó mình đoạn khúc ở trong rừng thì mình vô bao mình dát nó không có vướng á. Nếu thôi mình bó thì vác ở trong rừng nó sẽ bị vướng, mình vác ra ngoài. Rồi vậy mình bào, mình phơi, mình hút thuốc cho bà con. Quỳnh kỳ này phơi khoảng 4-5 nắng, phơi cho nó sẽ khô. Nhưng mà phơi âm can thì nó không mất cái màu vàng, còn phơi nắng gắt nó sẽ không mất cái màu vàng. Thì các bạn thân mến, ở trong rừng thì cái dây quỳnh kỳ nó bò xen lẫn với nhiều cái dây khác. Thì mình tìm đúng cái dây nào quỳnh kỳ thì mình thu hái. Có những cái dây khác này nó không phải, như dây này nè, đâu phải đâu, dây rừng và nhiều loại dây khác. Nhưng mà mình nhận dạng cái thằng nào mà nó u nằn ha, móp méo, mà cái da nó móc hột hột thì là quỳnh kỳ. Những cái dây nhỏ mình mới thấy lá, cái dây bự mình không thấy lá nghe quý vị. Các cái dây nhỏ là mình thường là mình sẽ thấy lá của nó ha. Đây nè, các loại dây nhỏ là mình nhìn nó đâm từ dây nhỏ ra thì nó sẽ có đọt, nó mới có lá ha. À, như này ở dưới thấp thì các cái dây nhỏ nó cũng có nè. Rồi nó bò lên những cái thân cây. Ở đây thì gần này cây nó không cao to lắm. Thì mình leo lên mình sở đọt rồi mình cưa xuống hết quý vị. Mình lựa chỗ nào có dây quỳnh kỳ thì mình cứ cưa ha. Còn lại cái phần gốc rễ dưới thì nữa sẽ mọc chồi, nó sẽ lên cái hát.
Dây quỳnh kỳ này thì cũng mau lớn, mình về mình trồng ở vùng của mình thì nó cũng phát triển ha. Cái dây quỳnh kỳ này ngọt quá, ngọt ha, mình cưa xuống cái mình đoạn khúc ra ha quý vị. Cái loại quỳnh kỳ này thì nó ngọt giống như là cam thảo vậy đó, ngọt có thể hơn cam thảo nữa. Thì dây nó bò ngoằn ngoèo ha, nó nặng nó sẽ rớt xuống đất, còn nó bò được thì nó sẽ bò lên cây cao. Mình muốn thấy thì mình lên mình sở đọt ha, sở đọt xong cái mình hạ xuống mình cưa mình đoạn ra. Quỳnh kỳ này là bổ khí, bồi bổ cơ thể, để vô thang thuốc giúp nó hòa vị, nó ngọt thuốc, nó dễ uống. Nói chung mấy cái dây này là cũng là dây nhỏ ha quý vị, cái dây bự nó có thể bằng bắp đùi mình. Ở trong nó vàng ha, vàng thì nó ngọt, nó vô tỳ vị, nó bổ tỳ vị, bổ khí. Cưa ra nó bay cái mùi đường ra, mấy con ong nó bay lại nè quý vị. Vậy nó xíu làm như thế này nó chán không không bao giờ mà tập trung làm được. Trên đó cao hơn là cây, còn cái khúc này cắt ra xì nước dữ lắm nè. Khoan, kìa, nước chảy dữ kìa. Làm gì uống cắt ra, cắt bên đó trước đi, cắt đó trước, nước kìa, quá trời chảy nước rồi kìa. Tụt lên chú á, à, cái đó nửa đặng làm hai cái gì à? Nước nó ngọt mát lắm. Cái đó đứt như băng vừa đó. Trời ơi, chảy dữ rồi cái con cứ lạnh. Có gì hết rồi. Ok. Ra hứng gì đó, uống. Trời ơi, nói dễ nghe giọng thôi uống. Nó thầm bon. Nó ngọt, mà nó mát lắm. Á, nhiều với thằng chạy. Ừ. Hết nước mà đưa thằng này. Hồi đó thằng Tấn nó lấy cho tôi dây gấp 3 dây này. Bị. Ừ, nó dằn ngính như hai dạng 24 luôn á. Dây này là còn nhỏ, nó gấp 3 dây này á. À, tới ông mà uống thử thôi, chúc lên uống thử thôi. Chúc lên, đứng lên nào, nước chảy đã đưa vô. Đứng lên, đứng cái khúc cây lên. Đứng cái khúc cây lên. Đứng cây lên. Cái khúc cây đứng lên thì nó mới dậy nó. Không phải. Đứng lên vậy nè. Hiểu không? Cái khúc nằm ngang này nước còn nhiều nè.
Mình cũng chưa. Chưa phải không? Chưa. Khúc đó còn nước đó, thôi phủ cho hết bụi đi, cho nó đứng lên, lần nào nó chảy mình mới hút. Đứng lên nữa. Dạ, chưa đấy. Đứng lên nó mới chảy. Cho nó vô hai cái lỗ mũi luôn, uống tiếp. Nó đã không? Bây giờ. Bây giờ. Mày nói rồi. Còn đây nghe mấy cây này chưa cắt này. Cút thì cút nhỏ. Đấy rồi. Đấy rồi. Cút nữa. Cút nữa. Cút nữa. Cút nữa. Cái bình kỳ này ngậm nó có thể chữa viêm họng nước nữa. Nó mát mà nó ngọt. Tính thủy của nó tưởng nó nói là nó chơi và thiệt đó. Cái gì? Tính thủy. Thiệt. Xe tải đây về tới nơi cũng gì ơi. Mình về hai xe ha. À, bữa trước về xe, hôm nay về thêm xe nữa. Cái xe này là xe về hôm trước ha. Rồi xe này là mới về hôm nay. Trên thời gian mấy anh em mình đi về thì ở nhà một số cộng sự khác đã tranh thủ bào thuốc để có phơi thì phục vụ cho bà con nữa vậy. Lấy ra. Hoàng chừa lại một số gốc để trồng lại nữa. Mình này mình hư Châu không có gì á. Có hết. Châu dưới này có không thầy? Có. Châu nhiều lắm. Châu nhiều hơn mình hư. Có thấy không? Có nữa thấy không? Không chỉ sao á, mình thương ít hơn. Không mình châu à. Mình châu nhiều lắm. Nè, cái 38 bao chứ trong đó là mạnh.